Chuẩn bị cái nồi bún bò cổ nái siêu to khổng lồ. Cái này là khoảng mấy lít em nghĩ khoảng mấy lít? Nồi này 50 lít à? 50 lít. Cái nồi này nó đây, bằng chưa cái sinh nồi nhật mà chị khách tới rồi. Nồi bằng chắc bằng chị Khách á, uống nó trước. nó thấp hơn nhưng mà nó bự hơn, nó rộng hơn. Nhưng mà nó cũng cân thôi lít à. Thì ý thì nó hôm là nay có mướn mấy ô lít sin qua nữa. Mướn hai ô sin này đi đâu. Ăn uống là có hai ô sin này sướng thiệt cái. Xin mà không lương. Đây, chút cánh gà. Ướp đồ chuẩn bị sẵn nha. Đếm được không? Thế chưa? Ngày sinh nhật nhớ mẹ nè. Con ơi, nhớ mang cho buồn dữ á. Tự nhiên phải vậy làm những món này, chuẩn bị. Thịt để ăn bún bò. Bún bò chuẩn bị sẵn. Sinh nhật tôi nè, phải múc miếng ra cho anh Vũ đêm. Sinh nhật tôi phải dậy sớm, tôi chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Chuẩn bị bún bò rồi cho mọi người, tôi dậy sớm nè, thấy không? Đó, mọi người coi nè, thấy không? Ngày sinh nhật người ta nghỉ ngơi, tôi phải dậy làm sớm rồi làm mọi thứ chuẩn bị cho tiệc nè. Đó, mọi người coi đi, thấy chưa? Bà này chỉ phụ cắt rau thôi chứ còn mấy thứ này tôi làm hết nè. Cái nồi nè, chà bá nè. Con này thì qua ngồi ăn thôi nè, thấy không? Chỉ có đừng vũ nó phụ phụ một chút gì thôi. Còn tôi làm hết. Đã chưa? Tôi làm mới đó xong một nồi, thấy chưa? Chuẩn bị đồ sẵn, nồi cuốn. Chào các bạn. Hôm nay là sinh nhật của công tử Bạc Mạng, cho nên đãi cái tiệc nhỏ nhỏ cho vài người bạn. Nói vài người cho chắc cũng 15-20 người tới nhậu chơi. Rồi để sẵn chút rượu tối nay nhậu đây, vài chai thôi. Đây, sinh nhật của bà xã tặng cho công tử Bạc Mạng đây. À, chơi chơi gì thôi. Làm một cái nồi bún bò đãi cho mọi người ăn. Nấu từ đêm qua tới giờ. Gỏi cuốn. Chuẩn bị cuốn. Rau cải. Mới chuẩn bị chút ít đồ thôi. Đây, cái loa bà xã tôi mới tặng đây với cái microphone. Cái Bose đã lắm. Cái loa karaoke bà xã tặng cho công tử Bạc Mạng. Tối này để chơi văn nghệ với các bạn trong đêm sinh nhật. À, các bạn nhìn thấy không? Đã không? Mở lên nè.
nó đập thì khỏi nói luôn. Dùng cái này kéo ra, các bạn thấy không, khỏi cần dây, gắn vô gì thôi, khỏi cần dây, mình không cần dây, mở lên hát thôi, thấy không? Bấm rồi mở lên, bấm lên là hát thôi. Đã, khỏi dùng dây, sướng lắm, hát xong rút ra khỏe ra nè, rút ra rồi cái cục này cất vô đây lại nó tự sạc luôn đó. Bây giờ mở nhạc thử cho các bạn nghe nha, nó đập khủng khiếp lắm, nhỏ nhỏ mà nó có giỏ. Tối nay các bạn đón xem, coi các bạn kia đến chơi quậy.